nha. Thì mày nghe lời penalty mà cuối cùng nghe là Diệu Việt rửa bát à? Chán rửa bát rồi. Khổ thế nói sao khổ thế. Nên đây thôi. Mất chán rồi tôi đi uống đây. Em anh rửa bát à? Thật. Mà vợ mua em là vợ đi hát karaoke luôn anh em mình rửa bát với chú bát rửa sạch sẽ. Mất chán đấy. Mất chán rồi anh em mình uống đi. Tình yêu cả vợ cả chồng với cả phụ nữ cả đàn ông phụ nữ đúng đấy. Thôi vứt vứt đi. Ba lần tiếp cái cuối cùng vợ đi hát cuối cùng mới nhớ nhau rồi bác. Và sau đấy đừng có lời tao nhá. Đây hát không muốn tao đi uống. Đây là tao điên. Sau đừng có lời tao nhá. Thôi, hết đi. Đi uống. Bắt bờ 16 mình nữa đấy. Ráng mà đi kêu cho đi nhậu đấy, đừng ăn ở đường nhà đấy nữa. Đi quán cho khỏe. Chỉ có lần đi thôi, cái lần 6 là tá cái là đi uống điều đấy. Không có nhà. Mà 6 mới nhắc rồi bắt là kêu cho là ra ngoài quán ạ. Chứ đừng có đưa về nhà đấy nữa. Tôi đọc hết. Không phải là lợi dụng cái lệ tình yêu mà này đâu mà bắt cho rồi bắt không chơi cái nữa mất.